huấn luyện viên Ten Hag không giấu được sự thất vọng trước trận thua của Man United trong buổi họp báo sau trận thua muối mặt trước Crystal Palace. Huấn luyện viên Erik Ten Hag đã không giấu được sự thất vọng của mình. Ông phát biểu, Manchester United chúng tôi đáng ra phải chơi tốt hơn thế này, các cầu thủ phải làm tốt hơn nhiều. Đây là một thất bại xứng đáng. Màn trình diễn của các cầu thủ hôm nay không như chúng tôi mong đợi, đáng lẽ chúng tôi phải làm tốt hơn. Man United liên tiếp nhận thất bại, đây là trận thua thứ tư của Man United trong năm dương lịch này. Sau trận thua, huấn luyện viên Ten Hag cho biết, chúng tôi đã gặp phải nhiều vấn đề lớn trong cả mùa giải, tuy nhiên, chúng tôi không thể bỏ cuộc. Tập thể Man United sẽ chiến đấu đến cùng cho một vị trí tốt nhất, yếu kém nơi hàng phòng ngự Ashley Young, cựu hậu vệ của Man United, chỉ trích hàng phòng ngự của đội bóng cũ. Ông cho rằng, hàng phòng ngự Man United thật tệ hại, Bruno Fernandes đã vắng mặt. Nhưng đó không phải là lý do bào chữa cho màn trình diễn thảm hại này. Quyết tâm của Luis tiền đạo người Uruguay, Luis Suarez, tuyên bố sẽ làm mọi cách để giúp đội bóng của mình giành chiến thắng. Anh cho biết, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, tôi muốn đội bóng của mình giành chiến thắng. Dortmund thận trọng trước tốc độ của Mbappé. Trận lượt về bán kết UEFA Champions League sắp diễn ra. Huấn luyện viên Marco Rose của Dortmund bày tỏ sự thận trọng trước tốc độ của tiền đạo Kylian Mbappé của PSG. Ông cho biết, chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đại chiến, chúng tôi không được phép đánh giá thấp tốc độ của Mbappé. Bayern Munich lên tinh thần cho PSG sau trận thua tủi hồ của PSG trước Real Madrid. Bayern Munich đã lên tiếng động viên đội bóng của huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann cho biết, chúng tôi hiểu cảm giác của PSG lúc này, nhưng họ vẫn còn cơ hội để vượt qua khó khăn. Tiền vệ Bruno Fernandes của Manchester United, Man United, đã không xuất hiện trong trận đấu với Crystal Palace do chấn thương. Đây là lần đầu tiên Fernandes phải ngồi ngoài một trận đấu cấp câu lạc bộ vì lý do này kể từ khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Sự vắng mặt của Fernandes là một tổn thất đáng kể đối với Man United. Anh là cầu thủ có phong độ ấn tượng trong suốt sự nghiệp và đóng góp đáng kể vào lối chơi chung của toàn đội. Thiếu vắng anh, Quỷ Đỏ đã có một trận đấu vô cùng thất vọng và phải nhận thất bại nặng nề. Fernandes không chỉ có khả năng ghi bàn mà còn sở hữu khả năng kiến tạo và điều tiết nhịp độ trận đấu tuyệt vời. Vì vậy, sự vắng mặt của anh là một trong những lý do dẫn đến trận thua thảm hại của Man United. Thất bại này một lần nữa cho thấy sự khắc nghiệt của Premier League, nơi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Man United sẽ cần nhanh chóng quên đi trận thua này và tập trung vào các trận đấu sắp tới để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. PSG và Dortmund đối đầu trong trận đấu căng thẳng tại Champions League. Rạng sáng ngày mai sẽ chứng kiến cuộc đọ sức căng thẳng giữa Paris Saint-Germain, PSG và Dortmund trong trận lượt về bán kết UEFA Champions League. PSG nắm giữ lợi thế với một bàn thắng trên sân khách ở trận lượt đi, nhưng một bàn thắng trong bóng đá có thể thay đổi cục diện bất kỳ lúc nào. Trên sân nhà, PSG sẽ có lợi thế nhất định. Huấn luyện viên Thomas Tuchel phát biểu tại buổi họp báo trước trận rằng mục tiêu của đội là giành chiến thắng và ghi ít nhất một bàn. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bình tĩnh và tập trung, giống như họ đã làm trước Barcelona ở vòng tứ kết. Về phía Dortmund, họ sẽ không dễ dàng đầu hàng. Đội bóng Đức đã thể hiện tinh thần chiến đấu đáng nể khi vượt qua Manchester City ở vòng trước. Huấn luyện viên Lucien Favre sẽ phải tìm cách xoay chuyển tình thế sau trận thua ở lượt đi. Với sự góp mặt của những ngôi sao như Erling Haaland và Jadon Sancho, Dortmund hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ. Dortmund chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến định mệnh sau trận lượt đi bán kết Champions League trên sân nhà. Dortmund đã sẵn sàng cho trận lượt về đầy căng thẳng trên sân của Paris Saint-Germain. Đội bóng Đức đã bắt đầu hồi phục sức khỏe và chuẩn bị chiến thuật kỹ lưỡng dưới sự hướng dẫn của đội ngũ y tế. Cầu thủ Lucas Fernandes cũng sẽ sớm tham gia quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật thành công. Huấn luyện viên Dortmund cảnh báo về sức mạnh của PSG. Huấn luyện viên Edin Terzic của Dortmund tỏ ra thận trọng trước trận lượt về. Mặc dù đội bóng của ông đã có được lợi thế sân nhà với một bàn thắng ở trận lượt đi, Terzic cho biết trong cuộc họp báo trước trận đấu, chúng tôi không hài lòng với trận đấu vòng bảng ở Paris. Chúng tôi đã có kế hoạch tốt nhưng lại không thực hiện được, các cầu thủ mắc nhiều sai lầm dẫn đến trận thua trước PSG. Tuy nhiên, Terzic cũng tin rằng Dortmund có thể đánh bại PSG nếu họ chơi với đúng sức mạnh và sự quyết tâm. Chúng tôi đã học được nhiều điều từ trận lượt đi bán kết, chúng tôi sẽ chạy thêm 20 km nếu cần để kiểm soát trận đấu. Các cầu thủ phải thi đấu với sự tôn trọng, kiên cường, dũng cảm và niềm vui để đạt được điều gì đó vĩ đại. Dortmund kỳ vọng PSG rút kinh nghiệm, Terzic cũng kỳ vọng Paris Saint-Germain sẽ rút ra bài học từ trận lượt đi. Tôi nghĩ PSG đủ sức để biết họ cần làm gì ở trận lượt về. Họ có tham vọng vô địch Champions League và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi muốn vào chung kết, vì vậy chúng tôi cũng phải cải thiện hiệu suất của mình. Dortmund cần phải chơi tốt hơn rất nhiều nữa vì PSG là đối thủ rất mạnh.
Trận lượt về bán kết Champions League giữa Paris Saint-Germain và Dortmund sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 5 tới đây tại Parc des Princes Paris.